toàn là siêu siêu xe không à ha. Qua trời đẹp không? Thôi kìa, sắp hàng kìa. Sắp hàng rồi mọi người. Không, chưa đẹp quá hả? Là làm đúng khu mới hết rồi, trời ơi, vàng rồi, đúng khu mới luôn anh Lộc hả? Nó mấy năm kia anh không có thấy cái đầu ở đây. Tiếp đội này nữa đây, này đội khác này ha. Ủa trời ơi, sao tao bỏ nước đó vậy? Trời ơi. Để làm đi vòng hết khu này luôn đi. Khu này khu của AV nha. Ủa đang đi dài vô trong luôn không? Thôi cả đường hết rồi, mình vô trong đi. Anh Lộc, mình vô trong này đi. Hai xe rác đụng đầu nha chị em. Một chiếc nè, hai chiếc nè, hai chiếc xe rác nè. Đây không ra. Ở này không có cái gì nhiều bằng rác. Đi lộn xe luôn mà. Cái này người ta tưởng nở bến xe nào á ha, dần là giống bến xe chứ bộ.
chiếc bây giờ cũng là lòng một chiếc là có mấy người ở? Trước này cũng phải 7-8 người á. Cái tầm ba giường quá hả? Ba giường. Chỗ anh này này dạng anh cắt mà phải không, lấy cái thùng ra là cái cắt đúng không? Đúng, cứ loại lên chơi chơi vậy. Thôi chào tạm biệt chị em nha.